Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cát Thời Gian. Hôm nay là tiếp tục chủ đề phong săn bắt. Chúng ta cùng đi thăm bẫy tiếp các bạn. Vậy nó khủng à? Nói chung á, ai đi thăm bẫy làm nghề săn bắt này cũng muốn dính con khủng, mà hên xui thôi chứ làm sao biết được ngày hôm nào mình dính con gì. Hành trình thực tế nha các bạn, dính con gì là mình quay con đó. Nhiều khi làm cái clip cả buổi không có con gì hết, đăng lên cho vui bị các bạn chê rất là nhiều. Nhưng mà mình làm thực tế thì cứ dính con gì thì mình đăng con đó thôi. Cái này bị sảy hai lần, hai con nó cũng. Lần này là không dính nữa. Vô rồi. Cũng khùng quá, chạy hai lần, không biết lần này là nó có vô nữa không. Cái gậy anh Tấn đem theo là huyền thoại nha các bạn. Đi cái nghề săn bắt thì hành trình luôn luôn là rừng cây được không thôi, ra gai góc mà rất là nguy hiểm cực nữa. Chu đoạn này gai quá. Chỗ gai nhất là cái chỗ rắn to nhất. Cái chuyện có rắn to hay không con đó cũng là hên xui thôi. Một căn nhà quan đó bạn. Thất bại rồi, tiếp tục thất bại. Sao thất bại lại trong tiếp tục từ rồi từ đã kết thúc sẽ có được cũng ở phía trong kia. Sao mình không đặt thêm mấy cái bẫy nữa đâu. Trong đó trong đó trong cái nhà quan đó. Trong đó tôi thấy nó khô rậm dữ mà nó cực trong không có rậm gì hết, không động à. Tìm hiểu nó thử coi. Không động mà có cái gì nó đâu. Tống kìa. Cái này giống như một cái tường thành dài chứ đâu phải là cái nhà đâu. Tống kim luôn. À, ra là vậy. Vô rồi chứ không vô đâu. Tống kim. Đường gai góc không nên đi nó khó khăn.
Rồi dính tròn à? Không phải, sóc. Sóc à? Kì vậy? Đặt chua bên đây là dính sóc. Sóc con này đói rồi, sao mà nó ăn mồi. Ủa, nó còn con chuột mà. Chắc nó vô nó ăn lúa. Chắc sóc nó vô ăn lúa các bạn. Lần đầu tiên đặt bẫy rắn mà lại dính sóc. Ồ, sóc bự ghê các bạn. Sóc mà tưởng mẹ con. Nhát quá. Tưởng là mẹ con chuột. Ui, cẩn. Nó vô chắc hôm mấy ngày rồi sao á. Đầu nó trầy hết các bạn. Đây nè, nó tông lòng trầy hết trơn à. Sức quỷ ta. Chuột mà sóc vô à. Chắc nó vô ăn lúa rồi. Con này đói lắm rồi nè. Mạnh quá, nó tung ào ào lắm mà. Tung trầy nát cái đầu à. Trầy bầm tím mấy cái đầu nè. Con này vô cho mấy bữa rồi chứ mới đâu. Mà sao trộn không dính mà lại dính sóc. Ủa mà có đem theo cái gì để bắt nó ra không? À mà biết chính con này. Chỉ đem theo lưới rắn thôi chứ. Thôi. Ủa cái này mà lấy bỏ vô lưới là nó cắn nát lưới hết á. Con này chắc phải đem về thôi. Cái đau vô cũng được nhưng mà nó không có cắn đất hay chung đâu. Thôi để đem về chút nữa rồi em ạ. Giờ này mưa quá bạn. Ráng thăm ha, mấy cái bẫy nó rồi rồi về chứ mưa quá. Hoa hành. Đang gì à? Hoa hành à? Có bự không? Tre mà cũng được. Mùa này rắn nhỏ các bạn. Rắn nhỏ. Tôi đi bẫy rắn là có rắn là mừng rồi, chứ không biết rắn nhỏ nó hay xui không biết được. Mùa này rắn hơi nhỏ. Con này chắc có ba ông làng là cùng à. Mưa quá. Thôi giờ lại tranh thủ. Thầm. Bắt nó ra luôn đi. Đó. Dính có chút đỉnh nhà nó cũng ham đó các bạn à. Chứ đi mà nhiều khi nhiều clip đi có buổi trời được có một con, không có con nào đó rồi nó nản liền. Rồi mình biết mình cũng đi thăm mình cũng không muốn quay nữa. Tại nhiều khi không có rắn quay nên cũng khó quá. Trong đấy đang không có con nào hết. Clip vui mà. Cũng đọc được rồi. Cái gì ăn mất con chuột. Con chuột của ta. Thấy không? Bốn bệnh chưa? Chua đầu chưa? Nó kẹt đầu à? Kẹt đầu là suốt kẹt đầu. Cái hoa này rất là mạnh nha các bạn. Mạnh ghê. Coi thứ bữa hey. Hai một hành thú á, nó mới thơm hành hay thúi, tanh một hành thì nó cũng quắc, thúi vải, dùng dính được, con cũng vui rồi, dính được con sóc cũng được. Còn mình đi đậm nhau. Trộm nhau rừng à? đi đậm nhau rừng. Người ta thì đi đậm măng rồi mình đi đậm nhau rừng. Anh nhà nó mọc trên cái bụi tre các bạn.
đây nó có cái dây này kéo, kéo dây này. Không bứt dây luôn, sang năm có sao có trái nữa. Bứt dây nè, bứt đứt nó sợ, mà kéo xuống thôi. À. Kéo xuống hái nho cho đem về cho anh Tư ăn rượu. Ai mà ai muốn mua nho nho thì ship nho nha. 300 ngàn một ký nha. Kéo nó nát hết. Kéo giờ làm sao mà hái được. Nát thì cũng vô. Vô trong nồi thôi. Vô hủ hết. Ô, vừa chín luôn. Này đem về ngày thì chín luôn. Em. Ôi trời, cái chín mà còn xanh quá. Để chín cái xanh. Nó rừng nó đẹp lắm các bạn. Đây nó có con trầm mà, nó thấy chim còn xanh quá. Chim xanh ha. Đẹp quá. Trời mưa quá các bạn. Còn mấy cái ráng thăm cho nó hết cho rồi. Xui thì gặp bẫy tặc hay chứ sao vậy? Lần này cứ up clip lên là anh em bẫy tặc là theo clip đó là lấy bẫy nhiều lắm. Thành ra làm clip cũng nhiều khi cũng muốn quay nhiều cái con đường ấy lắm nhưng mà mất hết. Cứ quay clip nào là hầu như là mất bẫy clip đó. Không cần phải mở đập bụi rậm nhiều đó các bạn. Đập sơ sài giờ cũng được. Mưa ướt cỏ quá đi thăm cũng mệt. Ướt áo tùm lum ha. Nhưng mà mấy ngày rồi không thăm thì cũng mới đi thăm chứ để lỡ nó dính nó chết. Nhất là khô hành. Đặt quên bẫy luôn. Quên bẫy để chỗ nào luôn, bó tay. Mất bẫy à? Hết nào tròn bẫy rồi. Mất rồi. Hả, bẫy tặc mẹ nó. Trong đây mà nó cũng săn cho tôi nó lấy được. Chắc cái bữa chắc clip trước mà mình mới quay đoạn này thôi. 5 số ngày rồi. Thăm bữa nay nữa bữa sau giờ bảy đi chứ neo bảy lâu quá là cũng không có rắn nữa. Khu này là ít. Khu này ít rắn quá. Đặt hai cái bẫy cách nhau phân mét hai mét được. Này nó không cái đúng rồi. Nó chưa được 2 mét luôn. Vãng, thì chỗ này như là có đám khủng này. Ở đây này. Cái gì? Hái chứ? Hái luôn nha. Hái luôn. Bữa mình chuyển chỗ rồi không có quay lại chỗ này nữa, mình không hái rồi. Giờ bữa nó chín hư hết bỏ chứ làm gì? Chín mà nó không phải chín cái kiểu gì lạ lắm ha. Ăn nho nhiều quá các bạn. Này hái giờ một hai bữa nó chín hết rồi. À.
đây chín bối này. Đang chín hái đây chứ bữa mình chuyển bẫy hết rồi, mình đâu có tới chỗ này để mà hái nho được nữa đâu. Tiếp luôn 35.000 một ký. Giờ đang rộ mùa nho các bạn, tranh thủ thu hoạch luôn, cỡ tháng nữa là hết sạch rồi, là có đi kiếm nho cũng không có nữa đâu. Có à? Đó đi đi. Ồ, chùm này xấu dữ á. Nó chín này xấu, để nó rợp quá. Nó không đủ ánh sáng. Chùm này xấu quá các bạn. Bỏ hai chùm bao luôn đi. Bỏ vô chút qua cái bao. Hai chút. Thôi góp gió em bảo mà. Mưa quá. Mưa lát đáng đi ướt nghiêm nghiệp à. Góp gió thành bảo. Bữa nay là tiếp tục hái nho các bạn. Bữa nay là... rồi xong. Rồi mất 7 rồi. Chưa mà thấy cái bao lúa này kia. Vậy là có cầu thủ nào cũng đi dưới đây rồi. Những cái chùm nho mà xuất hiện trước của hai clip trước bữa nay mình thu hoạch luôn các bạn. Tại vì đợt này chân bị chuyển 7 là không có quay lại trở lại đây nữa được nữa. Mà nho bữa nay cũng đầu chín hết luôn rồi. Các bạn thấy không? Bữa trước là nó mới chín bối sơ ý chưa. Hôm nay là chín hết luôn rồi. Còn mấy đùm xanh nè. À, cái đùm này á, là huyền thoại nè, xuất hiện 3 clip rồi đó, 2 3 clip rồi. Bảy rồi, bảy tập. Bảy tập phải là bảy tập. Các bạn đó. Không bảy rồi. Nãy thấy cái bao trắng rồi. Mẹ nó. Này đi quay là nó theo nó biết rồi, theo lấy bẫy hết à. Khi đi quay là mình cũng hạn chế đi hết, thì mấy bẫy tặc nó theo nhiều quá. Khi mình quay lên là nó gần nhà đó là nó nhìn cảnh là nó biết. Chín đẹp luôn, tuyệt vời quá các bạn. Thôi kệ nó, qua mất bẫy nhưng mà kiếm mấy đùm nho là ăn ủi đi. Hay hết mấy chùm xanh đây luôn đi. Đợt này mình chuyển 7 chắc là không quay trở lại chỗ này nữa rồi. Hái xanh được không? Ừ, hái xanh hết luôn. Chín không? Kệ nó hái về mà 2-3 bữa là chín rồi. Ngâm rượu mà mình đâu có ăn đâu mà. Đây là hái về là hái cuối luôn. Có đâu. Hái chùm thịt nó bao kia. Không mấy ký một chùm luôn. Đây nè. Đầy ký luôn. Đừng vô chùm chùm. Chùm này đáng. Đẹp ghê. Ồ, đẹp quá. Chùm này chắc cũng gần ký. Các bạn thấy không, nhò quá đẹp luôn. Mấy đi Việt Nam đỡ rồi, lỗ vốn. Lỗ vốn là kiếm nho về bán mình bu lại bạn à. Lỗ vốn rồi, mất 7 rồi, không vui rồi. Đâu quá. Ở bên này chín nè. Ở bên này có mấy chín nè. Đâu đâu. Hai tiếp. Hai chặt hết luôn. Qua đây nó sờ móc luôn. Bữa nay chuyển 7 rồi là hai hết.
không để nó, tại vì mình chắc gì mình đã quay trở lại đây nữa đâu. Sợ dính tấn là mấy chân nào ảnh đi bắt ông ruồi nè. Ông ruồi lấy luôn. Hôm mới qua hôm kia chứ mà. Hôm kia. Cao thủ không? Ồ, nhỏ lên cao luôn bạn. Chính luôn, cái này hai đường. Hèo rất xuống. Ú, lo xuống luôn, chín đen luôn. Chùm này ngon. Đó. Chùm nó bị vip rồi. Trời ơi, chạy chùm nhanh hơi bị đẹp luôn á. Chín đều ghê không? Đó, các bạn thấy không? Nhỏ chín đây rất là đẹp. Chứ nhìn ngon chứ đâu có dám ăn đâu. Ăn ngứa lưỡi gì không nổi đâu. Ngứa lưỡi. Đâu kia còn. Còn một hai cái. Chắc nó thấy cái đường mòn đi. Thấy đường mòn quá. Đường ngon quá. Đó, lần này là nho nó không được đỏ nhưng mà nó xanh. Chứ này là hái là nho xanh luôn đó các bạn. Chứ sợ mình không quay trở lại vô đây nữa thì bỏ chín nó cũng hư hết nè. Thôi mình hái mình sẵn thu hoạch hết luôn. Đó, đây chắc cũng được mấy ký. Ký được phẩm. Rồi, cho vô bao hết luôn. Chứ này đi lỗ vốn à. Bảy là mất bảy là không vui rồi. Cái bao nó lột hầu như đi clip nào xong là cũng mất vài cái bảy các bạn. Giống như mấy anh em coi clip xong là nhìn biết chỗ đó. Nản quá, buồn quá. Thấy muốn đi tiếp rồi. Rồi, tạm biệt các bạn luôn nha.